Hello anh em, hôm nay mình làm tí INE nhỉ? Thì đây là chiếc INE Busted. Để cho anh em nhìn rõ hơn này. Đây là bạn Phúc Đặng ở trên kênh stream, trên live chat. Bạn ấy bảo tôi đọc là INE Busted nha anh em. Nếu mà tôi đọc sai thì do Phúc Đặng ngu, không phải tôi. Ok, chiếc tên này thì có thể kết nối được với PS4, Switch, PC, Android, iOS này. Có cả touchpad này. Phúc Đặng là phắc đục à? Anh đọc sai à? Tôi xin lỗi bạn Phúc Đặng, bạn bảo tôi đọc kiểu khác. INE Busted. Cũng chả nhớ hình thù như nào, nên bây giờ sẽ bóc ra xem nhau nhá. INE mà này, chúa tể tay cầm, ông vua của lòng tay cầm, không ai có thể so sánh được. Kiểu gì cũng có một cái tờ giấy khuyến mãi 5%. Ok, ở đây là gì? Sai. Mẹ, đúng kiểu BD luôn. Nó tặng quà BD cho người BD. Perfume Tablet. Có nghĩa là đây là cái tấm nước hoa anh em ạ. Ngửi ở đây thì không thấy thơm vì nó hút chân không rồi. Bóc ra nhá. Ui, mẹ em chuẩn mùi nước hoa rẻ tiền luôn. Đây là sticker này. Đây là hình con gì thì tôi cũng không biết anh em ạ. INE 9 year anniversary. Nói chung là nó là ấy thôi. Tôi là fan của INE mà anh em, nên có sticker là tôi dán ngay. Đây là cái gì? Đấy, như tôi nói ban đầu đấy. Save, cái này đọc là save. Save 5%. Save 5%. Đây rồi. Đây là chiếc INE Busted. Ok, đóng gói thì tương đối là phèn, giống với INE mọi khi nha. Ok, đây là cái cáp sạc của nó này anh em. Đây là một chiếc tay có thể kết nối với Sony, nên là nó sẽ không có receiver nha anh em. Anh em một là cắm dây vào PC, hai là dùng Bluetooth. Ok, đây là tay cầm này. Anh em xem kỹ hơn về bên ngoài nhá. Rồi. Trời ơi, mất công mua vãi trưởng thế luôn. Xin lỗi anh em là đang review nhưng mà đây là Fantech Nova Pro anh em ạ. Chiếc clock y hệt này, phần trên y hệt này, bumper chiếc G y hệt này, cái phần ở trên này bấm chán y hệt này, nút cũng y hệt luôn anh em. Đó chính là cái nút đấy. D-pad cũng y hệt. Cái bàn cảm ứng thì nó khác một tí, bởi vì nó khác hãng và nó phải in khác mà. Mọi thứ y hệt. Và khác một cái nữa, đó là con này là kiểu trong suốt thôi. Thôi nói chung là cũng cho anh em nghe lại một tí về cái nút bấm này. Nó không khác cái gì anh em ạ, nó y hệt 100%. Tuy nhiên thì cái chất liệu, cái sơn của bên ngoài của con Fantech kia ấy, cầm nó sẽ sướng hơn, nó sạch sẽ hơn nha. Còn con này cầm thì đảm bảo là sẽ rất là tởm nha anh em. Bây giờ thì phải bật nó lên xem như nào nhá. Đây, bật nó lên nó như thế này. Đẹp xấu tùy anh em đánh giá nhá. Cái màu này thì tôi nghĩ có thể thay đổi được thôi, được chưa? Đây, những cái dây led như thế này khi tôi chia down con kia ra thì nó cũng y hệt, có khác gì đâu anh em. Thậm chí là con này như thế này thì cũng khỏi phải chia down luôn, bởi vì nhìn thế rồi mà. Đúng không anh em? Nhặt toẹt. Thôi, cứ đúng quy trình, cắm máy tính nha anh em. Chắc chắn là sẽ nhận là tay PS4 thôi. Ok, PS4 đùa sóc. Nó lấy cái mạch OEM của đùa sóc nha anh em. Tuy nhiên thì cái cần joystick của con này tôi thấy mượt hơn của con Fantech nha anh em. Cần joystick của con này nhẹ và mượt hơn. 0.4%. 0.3%, ok. Hai cái chiếc G thì cũng không chính xác, y hệt con Fantech thôi anh em ạ. Chuyển sang chiếc clock này. D-pad chéo. D-pad ấn cũng chán, không khác gì Fantech, và thiếu chính xác cũng không khác gì Fantech cả. Ok. Turbo Macro thì thôi khỏi nhá. Anh em muốn xem thì xem video con Fantech ấy, chúng nó giống nhau mà. Polling Red muốn test được của mạch tay Sony thì phải dùng Gamepad La nha. Nha anh em, mất cả hứng mùa. Ok, game Patla.
1, 2, 3, rô. Ok, cắm dây chắc khoảng 250 Hz, nhưng mà chắc nó dưới 250 Hz đấy. Ok, 243 Hz nha anh em. Chỉ số này gọi là, chỉ số gọi này là copy của cái con mẹ Fantech Nova Pro luôn. Nó giống không sai một số nào luôn anh em ạ. Nó y có mẹ hết luôn. Cho nên là thôi tôi xin phép tôi không test Bluetooth nữa cho đỡ tốn thời gian anh em nhá. Mẹ không khác một cái gì luôn. Từ cái maximum latency cũng là 8 chấm, average cũng là 4. Đấy, từ cái 243 Hz này y hệt luôn anh em ạ. Ok anh em, đây là bài review ngắn nhất của kênh Huy Gamer từ trước đến giờ nhá. Tôi đéo còn gì để nói cả, được chưa? Ine vẫn là ông hoàng OEM. Bye bye.